Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Hấp Phù. Và ngày hôm nay mình sẽ tới đây để xem cuộc thi múa lân lớn nhất Đài Loan vào năm 2020. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thử hỏi đoàn múa lân này bao nhiêu rồi và chúng ta sẽ thử xem nha. Thank you.
Thank you.